Vợ chồng em làm gần 2 năm nhưng mà vẫn chưa xây được nhà. Và mà gần 2 năm rồi mà vẫn chưa xây được nhà là vì có hôm có khách, hôm không có khách, có đúng không? Khách họ đến thì họ đặt chân đến thành phố nào đầu tiên? Hà Nội ạ. Đúng rồi. Thế cho nên là đừng chờ họ đến Sapa mình mới bắt. Phải xuống tận Hà Nội. Thế thì xuống Hà Nội thì họ ở đâu trước nào theo em nào? Phố cổ ạ. Tên tôi là Pàng ạ. Pàng, 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 Pàng. Đúng rồi ạ. Em đến đây ở đâu đến đây? Em ở Sapa ạ. Sapa. Em là người dân tộc Hmong Mông ạ. Em là người Hmong. Dạ vâng. Em có biết tiếng Anh không? Dạ có ạ. Hiện tại em đang làm hướng dẫn viên địa phương ạ. Thế em hướng dẫn viên cho mọi người về Sapa của em bằng tiếng Anh thì không, tôi sẽ dịch cho mọi người nghe bằng tiếng Việt. Hello everyone, my name is Pang. I am Hmong ethnic minority in Sapa. Tôi là người dân tộc thiểu số ở Sapa. Tôi cảm thấy rất là hình dự được cùng các bạn ở đây. I would like to welcome all coming to Sapa, and then I will be your tour guide to my village. I would like to introduce our traditional for you all. Tôi rất là mong muốn các bạn có một lần ghé thăm bản thiểu số của tôi và tôi sẽ làm người hướng dẫn cho các bạn và chào mừng các bạn đến với nhà của tôi. Thank you. Cảm ơn các bạn. Chắc là em sẽ nói bằng tiếng Việt ạ. Nói tiếng Mông tôi cũng hiểu luôn. Nhớ chung. Xin chào các bạn. Nhớ chung mọi người. Xin chào các mọi người. Em đến đây với mục đích và những ước mơ luôn ấp ủ bấy lâu nay là muốn đến đây để học hỏi thầy và được gọi thầy Long. Tại vì thầy có rất là nhiều năng lượng nên là em muốn đến đây để nắm năng lượng từ thầy ạ. Đánh thức cái sự giàu có của em về hỗ trợ và kiếm được nhiều tiền hỗ trợ người dân và cũng như hỗ trợ bản thân em và gia đình em ạ. Thế thì từ sự bán ấy thì giờ nhà còn bao nhiêu đất ruộng ấy? Còn bao nhiêu mét vuông đất ruộng? Cái này thì em không biết, đang là của bố mẹ nên là chưa phải của em. Khoảng bao nhiêu? Bao thì khoảng gần 100 bao thau ạ. Có ruộng ngô không? Có ạ. Có ruộng lúa không? Có ạ. Bây giờ chỉ cần xây nhà lên cái ruộng ngô đấy xong rồi dẫn khách homestay là được mà. Họ xin được giấy phép em xây. Em cũng đang mơ ước như vậy ạ, trong tương lai và những mục tiêu trong tương lai ạ. Bây giờ cứ đất thì cứ xây lên thôi, xin giấy phép thì xây lên. Chưa có đủ tài chính thầy ạ. Một cái nhà như thế em cần bao tiền để xây? Ít nhất cũng phải 1 tỷ năm ạ. Xây nhà bình thường thôi chứ sao xây đắt thế? Làm gì mà 1 tỷ năm thì có mà bao giờ mới xây được. Xây ít một thôi xong nó lên được bao nhiêu thì lại cho khách vào ở trong lấy tiền lại xây tiếp. Từ Sapa đi vào nhà em là bao nhiêu cây? 10 cây không? Khoảng 14 cây ạ. Thế là cứ dẫn họ hết cái trekking một cái đường đấy là từ Sapa là dẫn họ vào đấy họ ở một đêm, hôm sau dẫn họ ra là vừa. Dạ vâng, đấy là mục tiêu trong tương lai thầy ạ. Lại còn tương lai thì nó về làm luôn đấy, còn tương lai gì nữa? Hiện tại thì đang dẫn vào ngủ của nhà người dân ạ, tại vì vợ chồng em chưa có home ạ. Cái chỗ mà trước khi vào xử bán ấy có một cái làng rất là đẹp mà mới xây mà rất là nhiều, là làng đấy là làng gì? Chắc là Hầu Thào ạ. Đúng rồi, chỗ gần gần Hầu Thào đấy. Thì cái kiểu nhà như thế thì làm gì mà đến 1 tỷ? Nếu mà làm như là nhà truyền thống thì ít nhất cũng phải 500 triệu ạ. Ừ thì 300, 500 thì cái xong rồi xong bây giờ mình nhường bớt giường của mình cho người ta xong hôm sau mình lại lấy tiền thì mình xây cái nhà bên cạnh xong hôm sau mình lại xây một cái buổi homestay là bao nhiêu tiền? Một cái buổi mà mình cả nấu nướng cho họ ăn cả dẫn họ đi đến một ngày là bao nhiêu tiền? Một ngày thì là 40 đô còn 2 ngày một đêm thì là 80 đô ạ. 2 ngày một đêm là 80 đô, dẫn họ vào xong dẫn họ ra là 80 đô cả ăn cả nghỉ đúng không? Dạ vâng. Mà một lần như thế thì có được 4 khách không hay 3 khách không? Thông thường thì là 2 đến 7 khách ạ. Ừ, thế nên được cứ trung bình 4 khách đi. 4 khách như vậy 48 32 là được 300 đô. 300 trừ chi phí còn được 150. Coi như là một ngày là được 100, một tháng thì được 3.000 rồi còn gì nữa. Thì làm chăm chỉ, hai vợ chồng làm chăm chỉ đi thì là được độ một nửa năm thì xây được một cái nhà. Vợ chồng em làm gần 2 năm nhưng mà vẫn chưa xây được nhà. Và mà gần 2 năm rồi mà vẫn chưa xây được nhà là vì có hôm có khách, hôm không có khách có đúng không? Đúng rồi ạ, tại vì hiện tại trên Sapa vẫn chưa điều khách ạ. Rồi Sinh đứng lên Sinh. Hôm trước Sinh đã sang Hà Giang rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ thì em chia sẻ cho cả hội trường này cái nhìn thấy của em sau khi mà em từ Hà Giang trở về thì em nhìn thấy cái gì? Sau khi từ Hà Giang trở về thì em có gặp anh Tuấn với lại chị Thủy. Anh Tuấn, chị Thủy. Và em cũng có tham khảo qua cái mô hình của anh chị. Và
Nếu mà mình về mình phát triển theo cái hướng đó thì được ạ. Được đúng không? Vâng. Bây giờ thì theo cái hướng đó thì em chia sẻ cái được đi nào, để cho các bạn ở đây, những người nào vùng cao hoặc là những cái người đồng quê người ta cũng có làm được, không nhất thiết phải vùng cao đâu. Nào, cái được đầu tiên mà em nhìn thấy được là gì nào? Vâng. Cái em nhìn thấy là đầu tiên ấy, thì các anh chị đó khi mà có khách đến ấy, thì luôn truyền một cái cảm hứng cho khách để khách hào hứng khi mà... Thế bây giờ thì truyền cảm hứng là một đúng không? Vâng ạ. Ừ, thì vì các anh ấy được tôi huấn luyện để làm cái công việc đấy, thế nên là sẽ cần thời gian để mà mình học. Thế cái việc thứ hai được là gì nào? Thứ hai là theo cái chiến lược là khách ở đâu thì mình ở đấy, là em thấy các anh chị là hay đi qua các hostel để quảng bá cái thương hiệu của mình cho các hostel để các hostel chuyển khách cho mình ạ. Đúng rồi, rất quan trọng cái này, chiến lược này rất là quan trọng. Đó là khi mà khách họ đến thì họ đặt chân đến thành phố nào đầu tiên? Theo các bạn nào, em trả lời xem là họ đến đặt chân đến thành phố nào đầu tiên nào? Hà Nội ạ. Đúng rồi, thế cho nên là đừng chờ họ đến Sapa mình mới bắt, phải xuống tận Hà Nội. Thế thì xuống Hà Nội thì họ ở đâu trước nào theo em nào? Phố cổ ạ. Đúng rồi đấy, giỏi lắm, biết chỗ rồi đấy. Rồi tiếp tục em, họ ở đâu ta ở đấy, chiến lược thứ hai, thứ ba nào, tiếp tục nào. Chiến lược là theo cái chiến lược bán hàng là đào tạo. Ừ, bán hàng là đào tạo. Và khách đến là đào tạo cho khách những gì khách nên làm và những gì khách không nên làm. Đúng rồi, họ đào tạo cho phong tục địa phương, những điều nên làm và những điều không nên làm. Thì cái anh thích, anh có biết cái đoạn khách mà nó nhảy từ trên cao xuống suối không? Đấy là khách không được đào tạo thì người ta sẽ cư xử thiếu, những người ta cho rằng đó là một hành động văn hóa của người ta. Nhưng đối với đồng bào thì việc đó là không có văn hóa, đúng không? Có nhớ biết cái đấy không? Em chỉ học được 3 cái đấy. 3 cái đấy à? Thế được rồi, hai bạn ngồi xuống thì tôi chia sẻ ngắn cho các bạn xong các bạn về luôn. Đấy là các bạn ấy làm cái theo cái mô hình là đôm. Đôm tức là một cái phòng lớn, ở trong đó thì chia thành nhiều cái giường nhỏ và xếp nó thành các cái giường tầng. Và các cái giường tầng này thì được đóng thành các cái hộp để người ta chui vào trong, người ta kéo cái rèm hoặc là kéo cái nắp, là bên trong người ta có một cái không gian riêng. Nhưng mà cái đôm này thì các bạn ngày xưa, bây giờ không biết bao tiền, bây giờ đắt rồi. Ngày xưa là 100.000, à xin lỗi 10 đô là có ăn sáng, bánh mì, thịt nguội và trứng. Thì cái đôm có nghĩa là họ chỉ lên họ ngủ thôi. Họ ngủ thôi, họ không có cái nhu cầu gì trong đấy hết. Họ chui vào trong cái thùng, họ kéo cái nắp vào và ngủ trong đấy. Cái khu vệ sinh bên cạnh, tắm rửa bên cạnh. Đấy thì các bạn ấy làm thì đầu tiên, năm đầu tiên ấy làm thì xây được cái nhà. Từ xây được cái nhà rồi thì mở rộng sang các homestay khác. Thì trong những năm vừa rồi thì bây giờ thì rất là nhiều tiền rồi, rất 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 nhiều tiền rồi. Trong dịch thì đi học, học xong về thì cái tiền cũ có ấy thì để đi mua ruộng. Thế bây giờ mua ruộng xong rồi thì phát triển nó thành các cái điểm du lịch. Thì hiện nay các bạn đã là khi mà lên Hà Giang thì chúng ta đều gặp vợ chồng nhà các bạn ấy. Hiện nay đón khoảng từ 300 đến 500 khách một ngày. Thì các bạn đây đang đón khoảng 3 đến 5 khách một ngày. Thì các bạn đón khoảng 300 đến 500 khách một ngày. Thì họ cung cấp thêm nhiều dịch vụ chứ không chỉ có một dịch vụ là cho ở lưu trú. Họ cung cấp thêm các dịch vụ khác như là cho thuê xe máy. Thì các bạn này đi tất cả các tỉnh mua lại tất cả các xe máy cũ. Đấy, xe máy cũ thì có nhiều xe máy với nhiều mức giá khác nhau, từ những cái xe máy ít tiền vài chục vài triệu đồng cho đến những cái xe máy đắt tiền hàng chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng cũng có, thì tùy thuộc. Thì đấy là cái dịch vụ thứ hai mà họ cung cấp, là dịch vụ ở lưu trú cộng với dịch vụ là cho thuê xe. Họ cũng cung cấp cái dịch vụ thứ ba là dịch vụ check-in tour, tức là dẫn khách vào những cái điểm hang cùng ngõ hẻm với cùng với cả tour guide. Hiện nay các bạn cung cấp khoảng hàng trăm cái người lao động địa phương tham gia và làm hướng dẫn viên. Đấy là cái hoạt động thứ ba. Hoạt động thứ tư là họ kết hợp với các cái cơ sở lưu trú khác, vì bây giờ rất là đông khách nên là họ dẫn khách sang các cơ sở lưu trú khác. Họ hướng dẫn cho đồng bào làm homestay rồi họ dẫn khách vào để cho đồng bào phục vụ, cũng là một cái ý thứ tư là hợp tác. Còn cái nữa là họ tạo ra những cái độc đáo của cái tour riêng của mình. Họ dẫn được, đó tôi cũng là cái người đi khai thác cái tuyến đó đầu tiên. Tôi tìm trên bản đồ những cái đường đi khúc khẻo. Thì sau đó thì các bạn ấy cũng khám phá thêm những cái điểm mới, tìm thêm những cái điểm du lịch mới mà nó không nằm trong bản đồ du lịch, mà sau đó thì chúng ta khai thác những cái điểm đó. Như vậy thì bạn Pàng, hai vợ chồng nhà Pàng coi như xong việc nhá. Thế thì thôi đi về được rồi, dành cho họ một tràng vỗ tay thật là lớn. Thế thôi chứ học nữa cũng thế thôi mà. Học nữa cũng chỉ làm vậy thôi chứ.
biết là thủ đô và phố cổ là nhiều khách là được rồi. Phải vào đấy nói chuyện với họ, nhờ luôn các cái cơ sở du lịch của phố cổ ấy bán hộ cái tour check-in đấy thì mới được. Thì đấy mới là cái cách làm tốt nhất. Thì hiện nay thì 70% cho họ, 30% cho mình. Đây là chiến lược rất quan trọng. Bởi họ bây giờ bạn bán tour là 80 đô. Họ lấy 50, bạn lấy 30. Mà vẫn thắng. Vì sao lại như vậy? Thì thứ nhất ấy, bởi đó chính là cách làm marketing. Bạn làm marketing mà bạn còn được 30 đô. Tức là người ta cho mình khách, người ta dẫn về nhà. Thì cái chi phí 30 đô đó là đủ để nuôi và cái chi phí mình vận hành. Coi như mình không bị lỗ. Nhưng mà khách mà mình làm tốt thì lần sau họ lại mang khách khác cho mình. Thế cho nên là rồi chúng ta còn làm thêm là nhờ họ, nhờ những cái vợ chồng nhà này luôn nói luôn cho biết này, là nhờ họ đánh giá cái điểm lưu trú cho mình, đánh giá cái dịch vụ của mình trên Google Maps, đánh giá cái dịch vụ của mình trên Facebook. Đấy thì đánh giá dịch vụ của mình trên các cái trang web khác. Thì đấy cũng là cái cách mà ban đầu các bạn làm như vậy khoảng 6 tháng 1 năm thì tên tuổi các bạn nổi luôn. Thì đấy là cái cách làm mà của homestay. Trên homestay thì đồng bào là cứ ra giữa phố, có homestay nào thì tóm về. Thì bây giờ các bạn là người xuống nước đây học rồi thì xuống tận thủ đô lấy khách về. Đấy, thì 30 đô thì là không có nhiều, đủ để mà vận hành, đủ một bạn các bạn kia còn làm 10 đô còn làm được. Thì đây ta làm 30 đô là ta làm được. Thì ban đầu cứ làm như vậy đã, thì có khách nó phủ kín hết cái homestay của mình đã. Thì khi mà khách đến mà mình làm họ hài lòng ấy, thì đấy chính là cái cách quảng cáo tốt nhất. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.